Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những giây phút an lạc bên chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, cổ ngữ nói, thánh nhân không quý ngọc bích một thước, mà quý trọng một thốn thời gian, nhấn mạnh sự quý báu của thời gian. Hành trình của đời người là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Lúc nhỏ thì vô tư vui vẻ, khi trưởng thành thì lao tâm khổ tứ vì công việc hay gia đình, về già lại ốm đau, bệnh tật theo đúng quy luật, sinh, lão, bệnh tử, thấm thoát đã mấy mươi năm. Ngẩng đầu lên nhìn lại thì mái tóc đã pha xương. Khi dương mệnh hết thì thành người thiên cổ, không biết bao giờ mới lại đắc được thân người. Bởi Phật gia quan niệm, chỉ có con người mới được phép tu luyện để trở về nơi mình đã sinh ra. Thời gian trân quý lắm thay, vì vậy cổ nhân dạy rằng, phải biết quý trọng thời gian khi có được thân người, hãy làm những việc có ích. Dòng sông dài của lịch sử cũng là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Thời khắc là ngắn ngủi, nhưng nó tạo nên sự vĩnh hằng. Bậc thánh hiền xưa rất quý tiết thời gian, trân quý mỗi thời khắc. Vậy người phàm tục càng nên phải trân quý mỗi giây phút. Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng yên lòng. Một cá nhân nếu như cả đời vô tri vô giác, mơ mơ hồ hồ, không có duyên với chân lý, thì thật uổng cả một đời. Nếu kiên trì không ngừng truy cầu chân lý, mai kia đắc đạo, chết cũng không tiếc. Đây là hình dung sự bức thiết đối với truy cầu tín ngưỡng và chân lý trong cuộc đời của mỗi một con người. Một cá nhân nếu ngừng học tập khám phá, ngừng thoát mắc truy cầu chân lý, thì đã mất đi ý nghĩa tồn tại rồi. Giá trị của nhân sinh nằm tại nghe đạo cầu chân, học cho tới khi hiểu đạo. Khổng Tử còn nói, không hiểu mệnh thì không phải bậc quân tử, không hiểu lễ thì không thể có chỗ đứng, không hiểu ngôn thì không thể biết được người. Chính nhân quân tử cần phải học điều này thật nhiều, thì mới hiểu được thiên đạo, nhân đạo, thế đạo, mới biết an thân lập mệnh, thông thạo lễ nghi, hiểu rõ thế sự, nắm bắt được quy luật tự nhiên và đại thế trong thiên hạ. Có như vậy mới trở thành người nhân cách hoàn mỹ, ôm ấp chí lớn, hiểu mệnh vô tư, dẫu nghèo cũng không đánh mất mình, trở thành bậc quân tử trong thiên hạ. Cần phải siêng năng tu dưỡng bản thân, đảm đương trọng trách, tấm lòng rộng lượng, sẵn sàng tế thế giúp người, giúp đời, thì khi ấy mới biết quý tiết thời gian. Khổng Tử cảm thán, khi tôi đứng bên bờ sông, thấy nó cứ chạy mãi như vậy, không kể ngày đêm. Ở đây Khổng Tử đã miêu tả thời gian cũng giống như dòng sông vậy, ngày đêm trôi đi mãi. Câu này đã trở thành một danh ngôn thiên cổ, bởi vì trong tâm ai cũng đều có cảm xúc như vậy. Khổng Tử lấy mình làm gương, quý thời gian như vàng, khao khát học hỏi, quên ăn quên ngủ, làm mà không biết mệt. Ông nói, học mà không theo kịp, chỉ sợ đánh mất nó. Làm người là như vậy, gắng sức đến quên ăn, mừng rỡ đến quên cả sầu, khi tuổi già đến cũng không hay biết. Trong cuộc sống này, bạn cầu điều chi? Tiền bạc, danh vọng, tài lộc, đó là những vật ngoài thân chẳng bền vững. Hồng trần cuồn cuộn, sinh mệnh bạn ngủ mê. Bạn cần phải hiểu sinh mệnh ấy cần điều gì nhất. Bạn là ai? Tại sao bạn ở đây? Nếu bạn tự hỏi và đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc ấy, bạn sẽ có cơ duyên hiểu được ngọn nguồn của sinh mệnh và tìm được đạo chân chính. Con đường tìm đạo có thể gian nan, có khi đến tuổi già xê bóng mới biết được ý nghĩa chân chính của cuộc sống này. Nhưng nếu bạn không ngừng tìm kiếm chân lý, khao khát tìm chính đạo, nhất định trời cao sẽ không phụ lòng người. Thank you.
vị và các bạn, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều có giới hạn tuổi thọ nhất định. Từ xưa đến nay, sự giới hạn này đã trở thành một từ quan để ước chế các sinh mệnh. Người phương Tây đã làm nghiên cứu rất tỉ mỉ về tuổi thọ của người và động vật. Một loại học thuyết được đưa ra từ việc phân tích nhiều lần tế bào phổi của các loài cho rằng tuổi thọ của con người nên là 110 năm. Một loại học thuyết từ việc nghiên cứu về tính thành thục theo chu kỳ của các loài phát hiện rằng tuổi thọ của con người nên là từ 110 tuổi đến 140 tuổi. Một loại học thuyết khác từ việc nghiên cứu hệ số tuổi thọ với hệ số về kỳ sinh trưởng của con người mà có được kết luận cho rằng tuổi thọ của con người nên là từ 125 tuổi đến 175 tuổi. Tiến hành so sánh tuổi của con người so với tuổi thọ của động vật, người ta phát hiện rằng động vật đều có thể sống đến tuổi thọ tự nhiên của nó, nhưng riêng con người đa số là chỉ sống đến một nửa của tuổi thọ tự nhiên. Có người thông qua sự nghiên cứu khác nhau giữa người và động vật rồi dùng quan điểm của thuyết tiến hóa mà đưa ra kết luận như thế này. Tư thế, vận động, phương thức hô hấp, hệ thống tuần hoàn, chức năng tiêu hóa của con người với động vật là khác nhau. Điều này đã quyết định việc tuổi thọ của con người giảm đi một nửa. Đối với loại nghiên cứu này, tôi có những nghi hoặc nhất định. Thứ nhất, việc đứng thẳng người để đi lại thì không chỉ có con người. Chẳng hạn khỉ leo trèo trên cây và hắc tinh tinh hoạt động trên mặt đất, việc này phần lớn là không làm cho tuổi thọ của chúng giảm bớt hoặc giảm đi một nửa. Thứ hai là trong lịch sử, những ghi chép về sự trường thọ của con người cũng đã phủ định loại quan điểm này. Tôn Tư Mạc triều Đường sống đến 160 tuổi, Trương Tam Phong triều nhà Minh sống đến 130 tuổi, Bành Tổ sống đến hơn 800 tuổi. Họ sinh sống cũng giống như con người hiện nay, cũng chẳng giống như động vật leo trèo để di chuyển. Không những tuổi thọ không giảm đi, ngược lại họ đã đạt được hoặc vượt qua sự hạn chế về tuổi thọ. Có thể thấy, tuổi thọ so với việc đứng thẳng đi lại của các loài không có quan hệ ràng buộc tất yếu nào cả. Con người ngày nay không chú trọng về dưỡng sinh, không biết trân quý mạng sống của bản thân mà chỉ để ý tới danh lợi trong cuộc đời. Vì để thỏa mãn việc truy cầu danh lợi tình của bản thân, ngày đêm mong nghĩ làm tổn hại gan, ăn uống chơi bời làm hại dạ dày, sống hoang dâm hưởng lạc làm hại thận, vui buồn quá mức làm hại tim, thuốc lá, thuốc phiện, khói thuốc đã lấp đầy phổi của bản thân, phóng túng dục vọng, khoe khoang cá tính con người, đợi đến khi cơ thể xuất hiện vấn đề mới đi tìm bác sĩ, khi hối hận thì đã muộn. Đây là sự khác biệt căn bản giữa sinh tồn của con người và động vật. Cùng với quan niệm khác nhau về sự sinh tồn hiện nay, người cổ đại đã đi một con đường hoàn toàn ngược lại. Tu hành của Phật gia và đạo gia truyền thống đã khai mở cho con người một con đường hoàn toàn mới. Phật gia giảng trừ bỏ hẳn những dục vọng bất lương của con người, vứt bỏ hẳn việc truy cầu quá đáng đối với thất tình lục dục của con người, thì tâm của con người ta mới trở nên thanh tịnh, mới có thể nhập định, mới có thể khai mở tiềm năng và trí huệ của bản thân. Đạo gia thông qua việc quan sát bốn mùa trong năm, từ việc mùa xuân nảy nở, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ mà tổng kết ra quy luật dưỡng sinh. Con người trong môi trường thiên nhân hợp nhất này mà tu luyện thì có thể đạt được thân thể khỏe mạnh, tâm lý vui vẻ, từ đó có thể bảo dưỡng được tuổi thọ tự nhiên. Người sống trường thọ trong lịch sử có rất nhiều, có những người là người tu hành, có những người là đại phu khám chữa bệnh, có những người là những bậc thánh hiền. Họ không so đo tính toán với những được mất của cá nhân và danh lợi trong cuộc đời, lánh mình vào nơi núi sâu để tu luyện, từ đó hiểu được ý nghĩa chân thực của sinh mệnh. Tuổi thọ của họ ngắn cũng đến vài trăm năm, dài thì trên nghìn năm, thậm chí đến vài nghìn năm. Đối với con người mà nói là không thể tưởng tượng được. Họ không có tâm danh lợi, tất nhiên họ cũng chẳng đến chốn con người để hiển thị thần tích của mình. Con người nhìn không thấy họ, liền cho rằng không thấy thì không tồn tại. Cuộc sống xô bồ khiến con người như chúng ta ngày nay trở nên thô ráp, lạnh lùng, quên đi cái gốc làm người lương thiện là như thế nào. Cả một đời chỉ tranh tranh đấu đấu, đến lúc tóc đã bạc pha xương. Đi về cõi hư vô thì chẳng còn gì. Nghiệp chồng chất lên thân vẫn cứ phải trả trong các kiếp tiếp theo.
chỉ có người mong muốn đắc được chân lý của đời người, của kiếp nhân sinh, hành xử thuận theo đạo thì mới vượt lên các hạn chế về tuổi tác, trí tuệ của con người để trở thành những sinh mệnh vĩnh hằng. Của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ các video của chương trình này cho người thân và bạn bè, đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.